Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc đã và đang ở Sharjah. Theo tính toán của giới truyền thông nước này, thầy trò huấn luyện viên Letizia được đãi ngộ sang chảnh như các tour du đấu của Real Madrid hay Man United. Những ngày qua, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tại UAE. Ngoài những mổ xẻ về các vấn đề trước trận đấu với Việt Nam, giới truyền thông của đất nước đông dân nhất thế giới không quên nhắc đến hai trận thua của đội nhà trước Australia 0-3 và đội tuyển Nhật Bản 0-1. Trong một bài viết của mình, tờ PP Sport bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Letizia. Trung Quốc đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Sau trận đấu, truyền thông Úc đã cười nhạo rằng họ chơi như trò mèo vờn chuột. Trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, cả 4 cầu thủ nhập tịch cũng đã chơi không ấn tượng và họ lại thua. Cả hai trận toàn thua, Trung Quốc không ghi được bàn thắng nào, thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Đội tuyển bóng đá quốc gia bắt tay và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với thành tích đáng xấu hổ. Sau khi kết thúc hai trận đấu đầu tiên để tránh không phải cách ly như quy định nếu trở về Trung Quốc, thầy trò Letizia đã đi thẳng đến thành phố Sharjah, UAE. Tại đây, đội bóng này bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam và họ được hưởng chế độ đãi ngộ tương tự như các tour du đấu vòng quanh thế giới của Real và Man United. Các tờ báo Trung Quốc thông tin, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã sử dụng các mối quan hệ cá nhân để thuê hẳn tầng 16 của một khách sạn 5 sao ở Sharjah làm nơi cư trú trong hơn một tháng cho đội nhà để di chuyển thuận tiện. Thầy trò huấn luyện viên Letizia còn được thuê cho 4 chiếc xe buýt hạng sang. Chưa dừng lại, nhằm vơi bớt sự nhàm chán, ban lãnh đạo bóng đá nước này còn mua bóng bàn để tổ chức cho các cầu thủ trong đội thi đấu nội bộ. Có một câu hỏi được đặt ra, ở khách sạn 5 sao đi xe buýt hạng sang trong khoảng 1 tháng, vậy đội tuyển Trung Quốc cần bao nhiêu tiền? Tờ PP Sport tiết lộ, giá phòng rẻ nhất ở khách sạn nơi đội tuyển Trung Quốc lưu trú có giá 7.800 nhân dân tệ một đêm, khoảng 28 triệu nhân đồng. Với số lượng đông đảo gồm ban huấn luyện, cầu thủ hậu cần, đội tuyển Trung Quốc cần khoảng 20-25 phòng, tức trung bình mỗi ngày họ phải trả 160.000-200.000 nhân dân tệ một phòng. Sau một tháng, thầy trò huấn luyện viên Letizia sẽ đốt khoảng 4,8-6 triệu nhân tệ, rơi vào khoảng 17-21 tỷ đồng. Cũng theo tờ báo này, ngoài tiền phòng khách sạn, đội tuyển Trung Quốc còn phải trả thêm tiền xe buýt, tiền thuê sân tập hay những khoản khác cộng dồn lại, họ tốn khoảng hàng chục triệu nhân dân tệ. Nghiêm túc mà nói, với những chế độ đãi ngộ như thế, bạn có tin rằng đây là một đội vừa thua hai trận liên tiếp không? Cách ứng xử này khiến cho người hâm mộ Việt Nam bàn tán xôn xao, thậm chí giới truyền thông còn chế nhạo rằng có được đầu tư tốt cỡ nào cũng không thể giúp đội tuyển Trung Quốc có được chiến thắng. Sự đầu tư trong bóng đá là rất lớn, mong các cầu thủ biết tiết tiền, biết xấu hổ và dũng cảm lên, đừng để lãng phí tiền bạc để rồi bị đội tuyển Việt Nam chế giễu. Từ PP Sport cảnh báo, liên quan đến hai trận đấu trong tháng 10 tới của Việt Nam, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tại sân vận động Sharjah, UAE. Sau khi kết thúc trận đấu với Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10 trên sân vận động Sultan Qaboos Muscat, Oman. Hôm nay ngày 16 tháng 9, đội tuyển Việt Nam với 29 cầu thủ cũng đã hội quân tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu nói trên.